Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong hai ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, quý vị thân mến, thì như, như chúng ta đã biết, ý, mỗi người chúng ta sinh ra đều có một cái số mệnh khác nhau. Cái thời điểm sinh ra nó đã khác nhau rồi, đúng không? Vậy nên từng cái thời điểm nó xảy ra trong năm, trong tháng, trong tuần, trong ngày, nó cũng sẽ khác nhau và cái thời điểm cuối tuần là một cái thời điểm mà cái năng lượng nó khá là vượng với những con giáp này nếu mà quý vị chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thay đổi cái hành động của mình thì sẽ có được một cái năng lượng tràn trề và sẽ thu hút được cái tài lộc dồi dào vậy thì trong cái hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật này từ ngày 15 tháng riêng đến ngày 16 tháng riêng ấy, thì chúng ta sẽ có những con giáp nào may mắn À, thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên trong hai ngày cuối tuần mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi tý. À, như quý vị đã biết ý, những người tuổi tý sinh ra là con giáp sống biết điều, nhiệt tình vui vẻ và tràn đầy cái năng lượng. họ luôn truyền được cái năng lượng tích cực của mình cho những người xung quanh. đặc biệt trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì cái vận mệnh của những người tuổi tý cũng đạt đến cái đỉnh cao. vận may nó bất ngờ nó ập đến, cuộc sống thì được thăng hoa khắp mọi phương hướng. À trong khoảng thời gian này thì cái vận may về tài chính của họ cũng rất là thịnh vượng. Cái việc đầu tư và quản lý tài chính tiền bạc của họ ấy cũng có những cái kết quả nhất định. Cái điều này nó sẽ khiến cho nhiều người phải ghen tị. Đồng thời, những người tuổi Tý cũng sẽ có được nhiều cái may mắn về mặt tình cảm, xứng đôi vừa lứa. Nói chung là trong các mối quan hệ xã giao với bạn bè thì các bạn cũng sớm thu nạp được về cho mình những cái người bạn tốt hoặc là những cái đối tượng hẹn hòa đầy tiềm năng. Những người tuổi Tý hoàn toàn có thể mở mày mở mặt và tự hào với những cái thành tích mà mình đạt được ở cái phương diện sự nghiệp trong hai ngày cuối tuần này. À, công việc tiến triển khá là khả quan, gần như là không có cái vấn đề nào có thể làm khó khăn được bản mệnh. Thì đây cũng là cái thời điểm mà có sự xuất hiện của nhiều cái cát tinh, nó cũng sẽ gì giúp cho những người tuổi Tý cảm nhận rõ rệt cái vận trình may mắn của mình đang được khởi sắc hơn hẳn. Bản mệnh sẽ dễ dàng khơi thông những cái bế tắc ngay cả những cái vấn đề mà chưa tìm được cái phương pháp giải quyết trước đây, thì ngày nay cũng đã tìm ra cái sáng kiến nhờ cái đầu óc tinh túy và nhạy cảm của mình. Nói chung, với trong hai ngày cuối tuần này thì những người tuổi Tý lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nữa, làm gì cũng có được người giúp sức, gặt hái được không ít những cái thành tiệu. À, bản mệnh cũng biết huy động cái nhân lực để tận dụng cái sức mạnh tập thể, vừa giúp ích cho cái tiến trình công việc lại gì vừa giúp cho bản thân ghi điểm trong mắt của cấp trên. À, chắc chắn với những cái màn biểu hiện này thì các bạn cũng đã được lãnh đạo nhìn nhận ở cái mức độ cao hơn. À, thêm nữa lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên trong cái thời điểm này thì những người tuổi tí có thể đón nhận một chút cái thay đổi trong cái công việc như là vị trí tính chất hay là chiến lược đa phần đều theo cái chiều hướng tích cực nên là cũng sẽ mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Nếu mà có ý định Cầu danh lợi thì các bạn có thể được tranh thủ tiến hành ngay trong thời điểm này Kết quả đạt được cũng sẽ hứa hẹn rất là khả quan à, Tuy nhiên bên cạnh rất nhiều cái cắt tinh Thì nó cũng có một vài cái hung tinh nó xuất hiện à, Tuy không gây cái hiệu quả quá nghiêm trọng Nhưng mà bản mệnh cũng cần phải đề phòng Không nên chủ quan à, Kéo lại gì gặp những cái rắc rối về sau Những cái hung tinh này nó gây ra cái họa tiểu nhân tranh đấu thị phi à, Hoặc là gì? Những cái tình trạng là cạnh tranh bẩn đấy Do đó làm gì quý vị cũng cần phải cẩn trọng tính toán trước sau, đừng quên giữ cái thái độ dĩ hòa vi quý, thắng không kiêu mà thua cũng không nản để tránh rước phải những cái thị phi. Cùng với những cái tin vui ở cái phương diện sự nghiệp thì những người tuổi Tý cũng có một cái thời điểm nói chung là vượng vận về tài lộc. Tiền bạc vô cùng là dùng dính, cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về túi một cách đều đặn. Dù làm ở trong bất kỳ cái lĩnh vực hay là cái ngành nghề nào thì nói chung ấy quý vị cũng có thể cảm thấy hài lòng về cái thu nhập của mình trong thời gian này. Lại được quý nhân nó tương trợ nó giúp đỡ nữa, nó đưa người chỉ lối. Vậy nên là những người tuổi Tý nói chung là cũng khá là thuận lợi trong công việc mở rộng cái mối quan hệ xã giao, gặp gỡ được những cái đối tác hay là những cái bạn đồng nghiệp đáng tin cậy. Và hầu hết đối phương đều là những người mà có thực lực về kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá là đều đặn, hợp tác làm ăn thì diễn ra suôn sẻ thuận lợi, một vốn thì bốn lời. À, cái thời điểm này cũng rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh, ký kết hợp đồng, à, những người tuổi Tý cứ mạnh dạn mưu sự lớn thì tỷ lệ thành công cũng sẽ rất là cao. À, bên cạnh đó, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu được sinh lời. À, tuy nhiên, một vài cái hung tinh nó ẩn tàng nó vẫn nhắc nhở quý vị muốn làm ăn lâu dài và bền vững ấy thì cần phải đi theo cái con đường chính thống, không nên có tư tưởng là đi đường tắt, kẻo lại lợi bất cập hại. À, trong những cái hạng mục mà bản thân những người tuổi Tý vẫn là gì, à, vẫn là những cái tay mới, vẫn là người mới ấy. À, chưa có kinh nghiệm nhiều, thì các bạn cũng không nên liều lĩnh. tốt nhất là chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì cái tỷ lệ rủi ro nó rất là cao. thì ngoài ra khi mà nhìn thấy những cái dấu hiệu sinh lời, thì quý vị có thể rút cái lợi nhuận ngay khi mà có thể để gì hạn chế những rủi ro không đáng có. bên cạnh đó cái việc buôn bán kinh doanh đôi khi cũng khó tránh khỏi những cạnh tranh. làm ăn cần phải có giấy trắng mực đen cho chắc, đề phòng đối phương lật lọng. À, giấy tờ sổ sách thì cũng cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh cái tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung ở trong cái thời điểm này thì không còn cái cảnh chi tiêu eo hẹp trái lại, tài chính phải dư giả nên là những người tuổi Tý làm gì thì được lấy, không ai có thể ngăn cản được. À, các bạn cũng có thể là gì đi du lịch để mở mang thêm đầu óc hoặc là gì đi cầu thần lễ Phật đầu năm để được may mắn và bình an. À, cũng như là gì làm mới cái bản thân và cũng tạo ra những cái cảm hứng mới cho những cái giai đoạn tiếp theo đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong cái hai ngày cuối tuần cũng như là gì trong suốt năm về sau ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại chín tám chín ba để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật ấy không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. À, thưa quý vị à, những người tuổi Dậu lọt vào danh sách những tuổi may mắn nhất trong hai ngày tới hai ngày cuối tuần à, vì họ sống rất là lạc quan luôn tạo cho mọi người cái hình ảnh mình là người thực tế kiên định và chăm chỉ làm việc. À, trong hai ngày cuối tuần thì những cái nỗ lực của họ cuối cùng thì cũng được đền đáp một cách xứng đáng à, vận may của họ cũng đang trên đà thăng tiến và những cái điều tốt đẹp sẽ đến cùng một lúc tại nơi làm việc thì những người tuổi dậu sẽ có những cái đột phá lớn sự nghiệp thành công và nhiều tiền nó đổ về túi đồng thời đời sống tình cảm của những người tuổi dậu trong thời gian này cũng sẽ được suôn sẻ thuận lợi à, các mối quan hệ với gia đình với bạn bè thì đều hạnh phúc viên mãn nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần thì những người tuổi Dậu ấy dần dần chuyển mình sang cái một cái trang mới, cùng với những cái may mắn, Đấy, cuộc sống của các bạn thì cũng được cải thiện nhiều. Từ đó sức khỏe tinh thần cũng được dần tốt lên. À bên cạnh đó trong hai ngày cuối tuần này thì nó cũng mang đến cho những người tuổi Dậu nhiều cái cơ hội để khẳng định cái năng lực của mình trong sự nghiệp. Tất cả là được nhờ quý nhân tương trợ giúp đỡ. Có thể sẽ có một chút biến động nhưng đa phần ấy, theo cái nó đều biến động theo cái chiều hướng tích cực. Công việc nó diễn ra thuận lợi, thuận buồm xuôi gió mưu sự thì cũng có khả năng cao sẽ dễ được thành công. Các kế hoạch, các dự định thì đều được tiến hành một cách trôi chảy. Các bạn cũng tìm ra được những cái phương pháp mới, hướng đi mới phục vụ rất là nhiều cho cái sự nghiệp ở trong cái thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, cái tinh thần làm việc cũng được củng cố sẽ giúp cho bản mệnh có những cái suy nghĩ tích cực hơn và gì hành động thêm phần gì sâu xáo và mạnh dạn, nhưng mà cũng không kém phần cẩn trọng. Cái thành quả đạt được chính là cái động lực để cho các bạn tiếp tục phấn đấu trong cái thời gian tiếp theo. À, chính vì có những cái định hướng công việc rõ ràng, các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái thời gian và cái công sức khi mà đi đúng đường đúng hướng, không còn quá mông lung như thời gian trước đó nữa. À tuy nhiên ấy, khi bắt đầu một cái hạng mục mới thì các bạn cũng nên có thời gian để xem xét tính toán về đường đi nước bước một cách cụ thể. Đừng có hấp tấp vội vàng mà phạm phải những cái sai lầm đáng tiếc. À, nói chung ấy, những người tuổi dậu có thể tự thực hiện những cái giấc mơ của mình đấy à, quý vị đừng bỏ qua cái giấc mơ và cái tham vọng của mình khi mà mọi thứ đang nằm trong tay của các bạn cái vận quý nhân trong hai ngày cuối tuần này nó cũng khá là vượng nhân cái đàn này các bạn có thể tiến hành những cái việc lớn à, nhân duyên thì tốt đẹp nó thúc đẩy cái công việc được thuận lợi hơn à, mối quan hệ với đồng nghiệp với cấp trên và đối tác cũng sẽ hài hòa tạo cái điều kiện thuận lợi để cho sự nghiệp của những người tuổi dậu ấy có những cái bước thăng tiến nhảy vọt À, các bạn cũng nên tận dụng những cái cơ hội để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình à, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn chạm tay đến những cái bước thành công mới trong tương lai à, quý vị lưu ý tháng này thì nói chung không được nguyệt lành cũng ủng hộ à, nó có điểm báo một vài cái điểm báo vẫn còn những cái bất ổn thậm chí là gì à, có hạn tiểu nhân hãm hại à, quá trình tiến hành công việc thì có thể vẫn gặp phải những cái trở ngại và thiếu đi cái sự cẩn thận À, quý vị làm gì cũng nên là làm từng bước từng bước một thậm chí chậm nhưng mà chắc cơ hội gặt hái được thành quả tốt vẫn nhiều các bạn không cần phải quá lo lắng hay là bi quan à, nói chung ấy công việc thuận lợi nó dẫn theo cái vận trình tài lộc của những người tuổi dậu trong cái hai ngày cuối tuần này cũng được gì đánh giá là khá là hanh thông thuận lợi cái sự xuất hiện của quý nhân à, của tài tinh cũng sẽ giúp có một cái thu hoạch rất là khả quan quý vị nên chủ động nắm bắt cơ hội để thu về cái lợi nhuận nhiều hơn Nói chung trong hai ngày tới đây ý, những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với những cái thành quả mà mình nhận được. Cái nguồn thu tăng lên đều đều. Rồi tuy nhiên có thu thì phải có chi đúng không ạ? Nếu mà bản mệnh vẫn tiếp tục dễ dãi với bản thân thì thích mua gì thì mua ý, mà không tính toán một cách kỹ lưỡng ấy, thì rất khó đạt được cái mục tiêu tài chính mà mình đã đặt ra từ đầu. Ở trong thời gian này thì những người làm công ăn lương ấy, nói chung ý, cũng gì công việc cũng tiến triển khá là tốt thu nhập cũng khá là ổn định, mưu sự trong tháng thì cũng dễ thành. Đấy. đồng nghĩa với việc là sẽ có nhiều cái cơ hội để tăng lương, tăng thưởng, tăng chức. nói chung ấy, những người tuổi dậu cũng nên chủ động đề xuất hoặc là một số người còn may mắn ấy cũng sẽ được gì cấp trên đề xuất. đấy, đây cũng là một cái phần thưởng để gì động viên, khích lệ cái tinh thần làm việc hăng hái của con giáp này trong suốt thời gian vừa qua. một số người còn có thêm những khoản thu từ người thế trái, nhưng mà quý vị lưu ý cần phải cân nhắc cái điều gì là quan trọng hơn. À, quý vị đừng mãi mê làm cái việc phụ mà bỏ bê cái công việc chính, kẻo khó có thể là gì chu toàn cho cả hai bên. ở à, trong thời gian này thì những người làm kinh doanh buôn bán cũng sẽ à, có một cái thời điểm khá tất bật vào những ngày cuối tuần, đúng không? đặc biệt là gì, nó sẽ rơi vào dằm tháng riêng này. Ấy. vậy nên là gì, cái lợi nhuận thu về cũng hoàn toàn xứng đáng. À, quý nhân sẽ giúp cho các bạn tìm được những mối làm ăn lớn, nhưng mà để thuyết phục được họ đồng ý hợp tác với với mình ấy, thì các bạn cũng cần về gì, sẽ phải bỏ ra không ít những công sức. À vì vậy các cụ nói rằng kiên trì thì cái gì cũng được đúng không ạ quý vị hãy kiên trì đừng bỏ qua những cái cơ hội tốt nó đến với mình kéo lại phải hối tiếc về sau à, bên cạnh đó thì trong hai ngày cuối tuần này thì nó vẫn còn một vài cái hung tinh à đâm ra cái vấn đề tài chính của những người tuổi những người tuổi dậu ấy đôi khi nó cũng có một chút bất ổn à, trong đầu tư trong kinh doanh thì các bạn cần phải hết sức cẩn trọng kéo lại hao tốn một cái số tiền khá là lớn đó. Vì vậy để hóa giải những cái hung tinh và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ hai. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong hai ngày cuối tuần mà Thử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. À, thưa quý vị, à, chúng ta đã biết ý, với tính cách của những người tuổi Tỵ là những người mà táo bạo và hào phóng. À, tuy bề ngoài có chút bất cẩn nhưng mà trong mọi việc ấy, lại cực kỳ là nghiêm túc. Đáng tiếc là trong vài năm gần đây thì cái vận thế của họ không tốt nên là cuộc sống của những người tuổi Tỵ thì cũng không được mấy tốt đẹp. À, nhưng mà các bạn yên tâm chỉ cần bước sang hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì con giáp này sẽ đổi vận bất ngờ nhờ có quý nhân giúp đỡ cái điều này nó sẽ giúp cho cái vận may và cải thiện cái sự giàu có của những người tuổi tỵ dễ có rất nhiều tiền bạc nó chảy vào túi à, bên cạnh đó những người mà đang vất vả đi làm xa quê ấy, hoặc là tha hương cầu thực ấy, thì cũng có niềm vui mới trong công việc và cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về mặt tiền bạc vì vậy một quý vị đừng lo lắng cứ ăn ở tử tế thì sẽ gặp được những cái Cát tinh trời thương Phật độ sẽ trở nên giàu có sau một đêm à, nói chung ấy trong thời gian này thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi tỵ à, tài chính thì nhìn chung nó cũng đã được cải thiện khá nhiều so với thời gian trước à, không chỉ có thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ cái việc kinh doanh nhỏ lẻ làm thêm cũng được thì tăng lên giúp cho các bạn cải thiện được cái cuộc sống tất cả là nhờ vào cái cắt tinh nó che chở nó giúp đỡ bên cạnh đó ở trong thời gian này thì thứ tài nó cũng là cái nguồn thu chủ yếu của những người tuổi tỵ nhất là những ai mà chăm chỉ làm ăn ấy thì cái lúc này hứa hẹn sẽ có nhiều nguồn thu nó đổ về à, bản mệnh càng sông sáo và có cái sự chủ động trong mọi việc dám thử sức với cái lĩnh vực mới phá vỡ cái giới hạn của chính bản thân mình ấy thì lại càng dễ dàng thu được cái lợi nhuận đáng kể còn nếu mà chỉ ăn phận Ai bảo gì thì làm nấy sẽ chẳng có cái sự đột phá nào trong tương lai Nhưng mà cũng vẫn cứ đủ ăn đủ tiêu à, Thậm chí dù có lợi thế Nhưng mà cái cơ hội nó sẽ tan biến trong nháy mắt Nhìn được đấy Nhưng mà đôi khi quý vị nếu mà không biết nắm bắt Sẽ bị vụt bay mất à, Tuy vậy một vài cái hung tinh Nó sẽ gì xuất hiện trong cái thời gian này Nó có cảnh báo các mối quan hệ xã giao, hợp tác, làm ăn ấy Cũng khá là mong manh nếu mà không chú ý thắt chặt thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng đổ vỡ ảnh hưởng đến cái lợi ích lâu dài của những người tuổi tỵ đặc biệt bản mệnh cần phải đề cao cái cảnh giác của những kẻ lừa đảo à, những người kinh doanh thì được khuyên làm ăn nên buôn bán thì phải cần phải cẩn trọng trước những cái chiêu trò cạnh tranh của đối thủ để giữ được cái lợi thế của mình ấy, thì những người tuổi tỵ có thể dành thêm thời gian để quan sát đối thủ có câu là biết người biết ta trăm trận trăm thắng À, thông qua cái việc quan sát đó các bạn vừa có thể nắm bắt được cái hướng đi của đối thủ để có được cái phương án chuẩn bị đề phòng đấy à, lại vừa có gì có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình à, trong hai ngày cuối tuần ấy thì những ai mà đang làm trong lĩnh vực tài chính bán hàng bất động sản vân vân ấy cần phải chú ý theo dõi cái biến động của thị trường tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra những cái phán đoán sai lầm gây thiệt hại về tiền của đó vì thế để bảo vệ cái tài sản của mình ý, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tỵ dậu xỉu để trợ mệnh ngô thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ, đó là con giáp may mắn thứ ba. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, ngày 15 tháng riêng đến ngày 16 tháng riêng. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.